Alo, alo, xin chào tất cả bạn và các em. Chào mừng tất cả bạn và các em đã quay trở lại với 5 giờ 15 phút sáng sớm luyện não. Nay chúng ta sẽ chiến cái đề dậy sớm đỗ đại học số 01, một trong số những cái đề rất hay. Rất là mong muốn tất cả bạn và các em có thể chia sẻ bài học này lại cùng thầy Minh và giúp thầy Minh tag tất cả các bạn của các em vào đây, bởi vì cái việc mà các em chia sẻ lại buổi học và tag các bạn chính là cái nguồn động lực không hề nhỏ để thầy Minh có thể chiến đấu sát cánh cùng tất cả các bạn và các em. Thầy cảm ơn Tân Bùi Đình nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Thầy chào Thúy Kiều, thầy chào Phạm Hữu Lân. Chiến nha các em nhá. Let's go, chiến đấu. Chiến đấu vì màu cờ. Câu số 1 ạ. Câu số 1 ạ. ST thì có tên gọi là, bạn lưu ý ạ, anh ST này có tên gọi là gì? Etin propionate, đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 1 ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Ok. Câu số 2, sắt tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Câu số 2, sắt tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Thì phải ăn crust, phải ăn crust, nhôm, sắt, chrome thì bị thụ động trong HNO3 đặc nguội, đúng chưa? Sắt thì không đẩy được Mg, sắt cũng không đẩy được Zn. Vậy sắt tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu số 3. Kim loại nào sau đây ạ? Câu số 3. Kim loại nào sau đây ạ? Không phản ứng với dung dịch HCl. Kim loại nào sau đây ạ? Không phản ứng với dung dịch HCl. Thì những anh kim loại mà không phản ứng với HCl ấy là những anh kim loại mà đứng sau, đúng không? Đứng sau H trong dãy điện hóa. Vậy đó là những anh nào? Đó là anh Cu. Cu thì đứng sau H trong dãy điện hóa rồi. Chuẩn men rồi, chuẩn man rồi. Đúng không các em? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Chào mừng tất cả bạn và các em đến với luyện não sáng sớm. Và hôm nay thì mình là ngày thứ 33, chúng ta dậy sớm chiến đấu cùng nhau. Thì mình sát cánh bên cạnh tất cả các bạn và các em. Cái việc mà các em comment đáp án cũng như là comment bình luận, đấy chính là một cái nguồn động lực không hề nhẹ để thầy mình có thể dậy sớm liên tục chiến đấu sát cánh của các em cho đến ngày hôm nay. Rất là mong muốn tất cả bạn và các em có thể chia sẻ buổi học này, bởi vì đây là buổi học free. Cảm ơn tất cả bạn và các em rất nhiều. Câu số 4 ạ. Chất điện ly, chất nào sau đây là phenol? Phenol là C6H5OH. Đáp án chính xác là đáp án C. Câu số 5 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Câu số 5 ạ. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Monosaccharide chúng ta là fructose. A. Câu 6. Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là? Câu 6 ạ. Anh kim loại nào phản ứng với nước ở điều kiện thường, nhiệt độ thường thì nó chỉ có thể là kali, đúng không? Đáp án A. Thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn A. Tuyên dương bạn Nguyễn Hường, tuyên dương bạn Phương Sen, tuyên dương bạn Chu Hậu, tuyên dương bạn MH, tuyên dương bạn Cấn Trang, tuyên dương bạn Thanh Trúc, tuyên dương tất cả các bạn và các em đã comment câu 6 chọn đáp án A. Thank you, thank you, thank you. Câu 7 ạ. Trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước thì tên nó được gọi là gì? Trong tự nhiên ạ, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước, CaS4 ngậm 2 nước. Vậy thì nó được gọi là thạch cao sống các em nhé. Nó được gọi là thạch cao sống. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 7, đáp án C. Câu 8 ạ. Các kim loại sau đây được điều chế bằng các thủy luyện. Thủy luyện thì chuyên sử dụng để điều chế các anh kim loại đứng sau nhôm, đúng không? Đúng không ạ? Đấy, vậy thì thủy luyện là gì ạ? Cu và Ag. D ạ. Câu 9 ạ. Câu 9 ạ. Phải thật nhanh các em ạ. Câu 9 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 9 ạ. Rất dễ thôi. Câu 9 ạ. Kim loại nào dưới đây bền trong không khí và nước nhờ lớp màng oxit rất mỏng, bền, bảo vệ. Bền trong không khí và nước nhờ lớp màng oxit rất mỏng và bền bảo vệ thì nó là CR. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 10. Mùi tanh của cá là do hỗn hợp cacamin, trimethinamin. Công thức của trimethinamin là C3H3N. D. 11. Amino acid có phân tử khối nhỏ nhất ạ. 11 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Amino acid phân tử khối nhỏ nhất, glycine 75. 12. Polyvinyl chlorua được điều chế trực tiếp từ monomer nào? Thì nó được điều chế trực tiếp từ vinyl chlorua. Vinyl chlorua đáp án đúng là đáp án C. 13 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh ạ.
13 các bạn chọn đáp án gì ạ? Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch đá mắt? Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH? Nào, thủy phân este nào trong dịch NaOH thu được natri format nhé. Các bạn lưu ý ạ, thủy phân mà thu được natri format thì nó phải là gì ạ? Đầu HCO đúng không? Đầu HCO. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, HCO. Câu 4, sulfur, công thức của khí sulfur SO2. Câu 15, cho nhôm và dung dịch nào sau đây thì có khí thoát ra? Câu 15, cho nhôm vào dung dịch nào sau đây thì có khí thoát ra? Thì nhôm thì phản ứng với HCl để tạo thành AlCl3 cộng H2 các em nhé. Rất tốt ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em với việc và các em comment nhiệt tình. Đấy chính là nguồn động lực để thì mình có thể dậy sớm liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em cho đến ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Nhanh tay comment đáp án các em nhá, phải thật nhanh. Câu 16 ạ. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất được sử dụng làm dây tóc bóng đèn. Kim loại mà có nhiệt độ nóng chảy cao nhất được sử dụng làm dây tóc bóng đèn đó là wolfram. Dễ ạ. 17 ạ. 45g glucose để điều chế ra alkonetilic. 1 glu thì cho mình 2 lần thằng CO2. Số mol glu của chúng ta là chúng ta có số mol glu bằng bao nhiêu? Số mol glu của chúng ta bằng bao nhiêu? Máy tính rồi. Đây, máy tính đây. Rồi ạ. Số mol glu của chúng ta. Ta có. To quá nhỉ, máy tính này để hơi to. Số mol glu bằng bao nhiêu các em? 45 chia 180 thì bằng 0,25 mol. 0,25 mol. Hiệu suất là 80%, anh đây là 0,8. Vậy 0,25 nhân 2 thì bằng 0,5. 0,5 nhân 0,8 thì bằng 0,4. 0,4 mà nhân với 2,4 thì bằng 8,96 lít. Đúng không? 8,96 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 8,96. Chính xác rồi nhá. Trồn nhá. Thầy đây, thầy Minh Myelin đây. Chào em. Câu 18 ạ. Câu 18 ạ. File đề thầy up rồi. File đề các em vào trong kênh Talk Talk thôi. Up full rồi mà. 18 nào. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp ethyl propionate. 18. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp ethyl propionate là C2H5CO CH5 và ethyl format HCO CH5. Thì tụi này thủy phân thì chắc chắn thu được một ancol là CH5. Đúng chưa? Một ancol và mình được mấy muối ạ? Một muối là CH5OH, một muối là HCO, một muối là CH5CONa và một muối là HCONa, đúng không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án gì ạ? A. Câu 19 ạ. 19 ạ, 19 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh các em nhá. Phải thật nhanh ạ, câu 19 ạ. Tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính ạ, carbon dioxide ạ, CO2. Câu 20 ạ. 20 các bạn chọn đáp án gì nào? 20 nào. Ở nhiệt độ thường thì kim loại nhôm tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây ạ? 20 ạ. Ở nhiệt độ thường thì kim loại nhôm tan hoàn toàn trong dịch nào sau đây? Thì nó không thể tan H4 đặc nguội được. Đúng chưa? Vậy nó tan trong H4 loãng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 21. Số nguyên tử H. 21 ạ. Số nguyên tử H trong phân tử axit palmitic. Acid pan C17H31COH 31 cộng 1 bằng 32. 32 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. 21 đáp án B, bỏ. Acid palmitic. 22 ạ. Úi dồi, mình mới giải được 1/3 thôi các em ạ. Còn khuya, đời còn dài. Đời còn dài và sâu lắm. 22 ạ. Thạch cao nung
Công thức của thạch cao nung đó là CaSO4 ngậm một nước, đáp án đúng là đáp án C. 23. Số liên kết peptide 1 2 C. 24. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? Dẫn đội điện tốt nhất bóng đá Việt Nam, bộ đội Việt Nam. Đáp án chính xác chúng ta đáp án C. Ag. 25. Thanh kim loại Fe và dung dịch chất nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa? Thì nó là Cu, bởi vì Fe cộng với lại Cu2 cộng thì tạo thành Fe2 cộng cộng Cu. Ta sẽ có Cu bám trên bề mặt Fe, đúng chưa? Tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly, được chưa? Vậy ở đây ăn mòn điện hóa của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Rất dễ, rất dễ rồi kìa, đúng không? Sao? Đáp án chính xác của chúng ta, số liên kết peptide trong phân tử peptide này là 2 mà. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, bộ đội Việt Nam. Ăn mòn điện hóa học COS4 mà. Ok chưa kìa? Rồi nhá, tiếp tục nhá. Câu 26 ạ, dung dịch nào sau đây hòa tan được A2O ạ? 26 ạ. Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O ạ? Thì điều kiện để hòa tan được AC15 thì ghi 17 à? À đấy, đấy. Nhưng đáp án nó đúng đúng không? C15H31COH 31-132 thầy ghi lỗi. Câu 26 nhưng không ảnh hưởng đến kết quả. Chưa tỉnh ngủ đấy, chưa tỉnh ngủ đấy, thầy chưa tỉnh ngủ đấy. 26 dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O ạ? Hòa tan được Al2O ạ, NaOH. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. 27 ạ. Trong công nghiệp nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là nào? Trong công nghiệp nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là anh nào? Phải thật nhanh các em ạ. Một lần comment là một lần mình học, một lần comment là một lần mình ghi nhớ. Đúng không? 27 ạ. Trong nghiệp nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm, quặng bauxit. 28. Ethyl format HCOO Ca5. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. 29. Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước? Thì nó phải có Mg2 cộng Ca2 cộng. Còn tính cứng tạm thời là nó là HCO3 trừ, đúng không? Vậy đáp án chính xác là đáp án C. 30. Natri carbonate Na2CO3 A. 31. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp? Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp? Bán tổng hợp là gì ạ? Bán tổng hợp là nhân tạo, đúng không? Visco và acetat. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D kèm nhé. Visco và acetat. 32. Chất nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 thì nó phải có nhóm NH, đúng chưa? Dimethylamin CH3NH CH3. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án A. 33 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh các em nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh cho đến ngày thứ 33 này. Ngày hôm nay là ngày thứ 33 thầy Minh đã dậy sớm liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Cảm ơn tất cả các bạn và các em rất rất nhiều. Let's go nhá. 33. Ở điều kiện thường kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm? Thì nó là K đúng không ạ? KOH. 34. Chất nào phản ứng với H2O sinh ra khí H2? Phản ứng H2O mà sinh ra khí H2 thì nó chỉ có thể là K. K cộng H2O tạo thành H2 cộng KOH. 35 ạ. 35 ạ. Luyện não sáng sớm đấy ạ. Chrome 3 oxit. Công thức của chrome 3 oxit là CrO3. D. 36 ạ. Tơ nitron. Nitron thì được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp vinin cyanua nhá, vinin cyanua. Vậy đó là đáp án C. 37. Chất nào sau đây thuộc anhydride thì nó có nhóm chó là anhydride. Đáp án chính xác là đáp án C. Câu 38 ạ. 38 đáp án gì nào các em? Comment đáp án thật nhanh ạ, phải thật nhanh. 38 ạ. Mình giải nhanh phết đấy chứ đúng không? Khi đun nóng sắt tác dụng với clo sinh ra hợp chất trong đó sắt có số xóa là bao nhiêu? Là dương 3 nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 39 ạ. 39 giờ sử dụng tuyệt chiêu thôi. Ta có m muối, số mol của nhóm NH2 chính bằng m muối trừ m amin
Đúng không? Chia cho 36,5. M muối trừ M amin chia 36,5. 19,1 trừ đi 11,8 bằng chia 36,5 bằng 0,2 mol. Vậy mình tìm được phân tử khối của amin X bằng 11,8 chia 0,2 bằng 59. 59 thì nó là gì ạ? 59 thì nó là C3H9N. Đúng không em? 59 có đúng là C3H9N không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta có mấy ạ? Có 9H. À, quá dễ dàng. Quá dễ dàng đúng không ạ? Câu này câu rất dễ thôi, câu rất đơn giản thôi các em. 40. Cho dãy chuyển hóa chất XY lần lượt chất nào sau đây? Glycin cộng NaOH thì tạo thành glycin và NaOH. Được chưa? Vậy khi đó glycin cộng HCl thì tạo thành glycin HCl và NaCl. Vậy chất X chúng ta là có chữ HCl. Bỏ ạ. Đây này, chữ HCl này. Chữ HCl, chữ HCl. Glycin HCl tạo thành glycin HCl cộng với NaOH nữa thì tạo thành gly bỏ 1H cộng 1Na. Nên nó đều không thể là anh này được. Đây, bỏ 1H cộng 1Na được. Anh này vẫn giữ CL không được. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án B các em nhé. B bỏ cộng 40. Đáp án B. 41 ạ. 11 gam metin propionate CaS5 CO CH3. Số mol ạ. Số mol ạ. 11 chia 88 bằng 0,125 mol. Cộng với lại KOH. Số mol KOH bằng 0,15 nhân với 1 bằng 0,15. Thu được dung dịch Y Ca5COK và KOH dư. Ca5COK là 0,125, KOH dư là 0,025. Vậy khối lượng chất rắn chính là khối lượng của Ca5COK và KOH dư 0,025 nhân 56 cộng 0,125 nhân mở ngoặc đơn 29 cộng 44 cộng 39. Đúng không? 29 cộng 44 cộng 39 bằng 15,4 gam. 15,4 gam. Vậy đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án D. Ok. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và comment đáp án cùng thầy Minh Mierlin. Ở đây các bạn đang theo dõi và đang học cùng thầy Minh chuỗi live stream luyện não sáng sớm 5 giờ 15 phút hàng ngày. Và cho đến ngày hôm nay thầy Minh đã chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em cho đến ngày 33 rồi. Các bạn nhớ là follow xem trước để không bỏ quên, không bỏ qua bất kỳ một buổi học nào của thầy Minh nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em rất rất nhiều. Câu 42. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt bạ? Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt bạ nhé. Thì Fe chỉ cộng HNO3 rồi. H3 cộng HNO3 thì tạo thành Fe dương 3. 43. 43 các bạn chọn đáp án gì ạ? 43 nào các em ơi. 43. Phản ứng nào sau đây phản ứng nhiệt nhôm? Phản ứng nhiệt nhôm là anh nhôm tác dụng với anh oxy sắt. Đúng chưa? Vậy đáp án chính xác chúng ta đáp án A. 43 tơ nào tơ nhân tạo? Nhân tạo hay là bán tổng hợp nó là 1. Đúng chưa? Nhân tạo hay bán tổng hợp thì nó là visco và acetat. B. 44 số chất có đồng phân hình học. Số chất có đồng phân hình học, điều kiện để đồng phân hình học là gì ạ? Đây C nối đôi C này. A này, B này, C này, D này. A khác B, C khác D. Đúng chưa? Anh này không có. Không có. Không có. Anh này có 1. Anh có 2. 2 anh thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ. Câu 45. 4,5 gam etinamin. 4,5 gam etinamin ạ. Thì etinamin chúng ta là C2H5, NH2 số mol là 0,1. Tác dụng vừa đủ với HCl thì cũng là 0,1 nữa. Vậy ta sẽ có M muối ạ.
bảo toàn khối lượng nhỉ? M muối bằng khối lượng của etinamin 4,5 cộng khối lượng HCl là 0,1 nhân 36,5 bằng, kết quả chúng ta bằng 8,15 gam. Đáp án chính xác là đáp án B, bỏ 8,15 gam các em nhé. Câu 86 ạ. Nào 86 các bạn chọn đáp án gì nào? Phải thật nhanh ghê vậy 86 ạ. Thí nghiệm nào sau đây kết thúc phản ứng mà không thu được kết tủa? 86 ạ. Thí nghiệm nào sau đây kết thúc phản ứng mà không thu được kết tủa? IA thu được kết tủa CaCO3. Ý B dư thì ta có là A là OH3 lần thì không tồn tại trong đáy áo mắt dư. Đúng chưa? Vậy không thu được kết tủa là B. B bỏ nhé. 47 ạ. Số mol magie là 1,8. Số mol magie là 1,8 chia 24. Đúng không ạ? Thì bằng 0,075. Vậy mình đi vào toàn E. Mình có 2 lần số mol Mg thì bằng 3 lần số mol NO. Vậy mình sẽ tìm được số mol NO 0,075 nhân 2. Nhân 2 chia 3 bằng 0,05. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B, bỏ 0,05. Câu 48 ạ. Câu 48 ạ. 48 mình chọn đáp án gì ạ? Trong số các giá trị có cùng nồng độ mol dưới đây, dung dịch nào có pH nhỏ nhất? pH nhỏ nhất là tính axit mạnh này. Thứ hai này, pH nhỏ nhất thì tương đương với lại nồng độ H cộng là cao nhất. Thì tất cả tụi này thì để nồng độ H cộng để bỏ này. Bỏ này. Đúng chưa? Nếu cùng về nồng độ thì anh H24 sẽ cho mình nồng độ H cộng là lớn nhất. Nên đáp án chính xác của chúng ta 48 đó là đáp án A các em nhé. 48 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Phải thật nhanh các em ạ. Nhiều bạn comment đáp án chậm quá, chậm hơn cả thầy mình. Tăng tốc lên các em. Được chưa? 47 đây, dễ nhỉ? Ok nhá, Nguyễn Hường nhá. Nào, chiến đấu tiếp nào các em. Bắt đầu sang những câu khó hơn rất nhiều rồi. 49 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Nitron được điều chế bằng trùng ngưng, sai luôn. Nitron thì phải điều chế bằng trùng hợp. Trùng hợp vinyl cyanua. Đúng các bạn, rất dễ. Câu 50 ạ. Thủy phân 486 gram tinh bột. Tinh bột là C6H10O5. Kỹ thuật thì mình là bỏ N đi. Thu được C6H12O6. Hiệu suất là 80% là 0,8. 486 mà chia cho 162. 486 chia 162 bằng 3 mol. Vậy glu là 3 nhân 0,8 thì bằng 2,4. 2,4 mà nhân 180 nhân 180 kết quả bằng 432. Đáp án chính xác chúng ta là đáp án D các em nhé. 432 đáp án chính xác của thầy trò chúng ta là đáp án D. Câu 51. Oxit của kim loại MO tác dụng vừa đủ với HCl, thu được muối MCl2 11,1. Vậy ở đây ta sẽ có 5,6 chia cho M cộng 16 thì bằng 11,1 chia M cộng 71. Mình bấm máy tính cái nhá. Mình bấm máy tính cái là sao? Đề thi thật không giống này đâu. Đề thi thật chỉ 3 câu đầu như này thôi. Các bạn đừng ảo tưởng nhá. Đề thi thật chỉ 3 câu đầu giống này thôi. Chuỗi này là dạy luyện não sáng sớm này là thầy Minh luyện cho chúng ta làm chính xác 3 câu đầu nhá. Đừng ảo tưởng không toan đấy. 5,6 chia cho M cộng 16 alpha bằng 11,1 chia cho M cộng 71 shift slow bằng M bằng 40. M bằng 40 vì nó là canxi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ các em nhá. Được chưa? Đúng rồi, tầm 5 điểm này là ok, chính xác. 52 ạ. 52 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? 52 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Nào, phát biểu nào sai rồi các em? Chọn phát biểu sai nào. Phát biểu nào sau đây sai? Thầy chào Mai Thanh Nam nhá. Đốt nóng hỗn hợp Fe và S không oxy thu được FeS, đúng. FeCl3 phản ứng được với CuO, đúng. Fe3 cộng cộng CuO mà.
trong môi trường axit KMnO4 oxy hóa được Fe2 cộng, chính xác. Quặng magnetit M3 chân thì nó không thể FeCO3 được. Dễ. Năm bạn cho các chất sau. Số chất trong dãy tác dụng được với NaOH. Cho các chất sau. Số chất trong dãy mà tác dụng được với NaOH, Cu là 0 đúng không? Al là 1, Al2O3 là 2, FeCl3 là 3. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Ba anh em nhá. Ba cháu, năm tựa. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Năm tựa. Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Chọn phát biểu không đúng, gạch chân từ không đúng nhá. Không là nhiều bạn là toang đấy. Anh nào không đúng ạ? Có thể sử dụng Y2 phân biệt tinh bột và sen đúng. Y2 và tinh bột thì cho chúng ta màu xanh tím. Sen thì không hiện tượng. Ở nhiệt độ thường thì CO2 lần tan trong dịch flux đúng. Sắt thì CO2 lần thì tan trong flux để tạo thành phức. Thủy phân hoàn toàn sắt chỉ thu được một loại là sai, sắt thủy phân thu được alpha glu và beta flux. Không đúng là C. Rồi, sang bọn đếm này rồi. Chúng ta sang chuỗi những câu đếm. Những câu lý thuyết đếm là nỗi sợ của không biết bao nhiêu bạn học sinh. Có chứ, xem lại được em nhé. Các em lên review top của thầy Minh, thầy Minh Myelin hóa học, là các bạn có thể xem lại được luôn. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi và ủng hộ thầy Minh. Chúng ta đang ở trong chuỗi luyện não sáng sớm. Và ngày hôm nay là ngày dậy sớm đỗ đại học số 01. Và thầy trò chúng ta đã dậy sớm cùng nhau 33 ngày rồi. Và chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau, thầy Minh xin hứa sẽ sát cánh ở ngay bên cạnh tất cả các bạn và các em 8 ngày nữa. 8 ngày nữa thôi. Câu 51 ạ. Phát biểu nào cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là nào, câu 51 ạ. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là đốt dây Fe trong khí CL2 dư thu được muối sắt 2 clorua là sai, sắt 3. Fe3 cộng có thể tách bạc, có nghĩa là Fe3 cộng cộng với Cu thì nó không phản ứng với bạc. B đúng. Cho AgNO3 tác dụng FeCl3 thu được kim loại bạc, sai, thu được AgCl. H2 dư hỗn hợp đun nóng thu được Fe và Cu đúng. Hai cái đúng. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D. Nghe nhá. D. 56 nào. 56 các bạn chọn đáp án nào ạ? Có file chưa em? File thì up lên rồi nè. Không thấy hết để... Thấy hết mà. 56 ạ. 56 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Để bài hỏi số phát biểu đúng game nhá. Để bài hỏi số phát biểu đúng nhá. Flux và xác phản ứng trắng bạc là sai, xác không trắng bạc. Dầu lạc và dầu vừng có chứa chất béo chưa bão hòa. Phân tử có gốc hydrocarbon không no, đúng rồi, bởi vì thế nó mới là dầu. Còn nếu mà không, nó đã là mỡ. Phương pháp lên men giấm là phương pháp truyền thống để sản xuất axit acetic, chính xác. Dùng quỳ tím có thể phân biệt được 3 dung dịch. Axit acetic thì ta màu đỏ này. Methylamine thì màu xanh này, anidin không đổi màu này. Đúng này. Được chưa? Ta đã có 3 cái đúng rồi. 3 nhận định đúng rồi. E polyethylene và polyvinyl clorua là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng. Ethylene trùng ngưng đúng rồi, vinyl clorua cũng trùng ngưng. Phải không? Sai, nó là trùng hợp nhá. E sai. Nó là trùng hợp. Các em nhớ chưa? Vậy ở đây ta có 1, 2, 3. Chúng ta chỉ có 3 đáp án đúng thôi. Câu 1 sai bởi vì xác không có trắng bạc. Xác là sao trắng bạc được? Nhá. 3 đáp án đúng là đáp án D các em ạ. 56 đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Hương hiểu chưa? À hướng hiểu chưa? Câu 57 ạ. 57 ạ. Cùng chọn đáp án với thầy câu 57 nào. 57 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Số phát biểu đúng. Trong phân tử ethanol mạch hở không chứa liên kết pi. Sai. Có pi. Pi ở nhóm este CO. B. Trong công nghiệp dược phẩm, xác được dùng để pha chế thuốc. Đúng. Ý C. Ở điều kiện thường thì alanin là chất rắn dễ tan trong nước. Đúng rồi. Alanin là chất rắn kết tinh dễ tan trong nước. Chính xác.
Ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Đúng. Ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng axit adipic và hexa methylene diamin. Muối di natri là sai, muối mono natri gluconat nhá. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 nhận định đúng và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhé. Bạn nhớ chưa? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 58. Một câu lý thuyết điện phân rất hay. Câu 58 ạ. Một câu lý thuyết điện phân rất hay ạ. 58 các bạn chọn đáp án gì ạ? Lý thuyết điện phân ạ. Quá hay, quá chất, quá bá. 58 nào các em. Điện phân dung dịch NaCl điện cực trơ mà ngăn xốp. NaCl này. Điện cực trơ có màng ngăn thu được NaOH cộng Cl2 cộng H2 đúng không các em? Nha. Khi nước bị điện phân cả hai điện cực thì dùng điện phân thu được dung dịch X. Dung dịch X. Khí Y ở cathode, khí Y, khí Z ở anode. Đấy được chưa? Vậy dung dịch X của chúng ta là NaOH. Khí Z chúng ta là khí Cl2 và khí Y của chúng ta là khí H2. Dung dịch X ở đây có màng ngăn xốp nên không có tính tẩy màu. Không phải là nước Javen. Được chưa? Bởi vì là nước Javen là dung dịch NaCl và NaClO cơ. Thu được khi ta điện phân dung dịch có màng ngăn cơ. Khí Z là khí không màu là sai. Cl2 của chúng ta là có màu hơi vàng. Vàng chanh. Dung dịch T sục CO2 đến dư và dung dịch X CO2 dư vào NaOH thì chúng ta thu được NaHCO3. NaHCO3 tác dụng với BaO lần thu được kết tủa chính xác. Cộng BaO lần. Mình thu được kết tủa BaCO3. Chính xác, bây giờ mới có một cái đúng này. Bây giờ mới có một cái đúng. Ý dê ạ, chất khí Y đi qua ống nghiệm CuO đun nóng thu được kim loại Cu. Khí Y là H2, chính xác. Nhỏ vài giọt phenol, phtalin và dung dịch X thì dung dịch chuyển sang màu hồng. Chính xác. Bởi vì thuốc thử phenol, phtalin là thuốc thử để chúng ta nhận được, nhận ra anh gì, anh dung dịch kiềm. Đúng chưa? Vậy tại đây chúng ta có 3 phát biểu đúng nhá. Vì vậy nên đáp án chính xác của chúng ta 58 là đáp án A. Thầy Bình xin chân thành chia buồn với bạn Phạm Thu Hiền nhá, bạn Gia Nhật, bạn Phong Phạm là những bạn đã chọn phải đáp án nhiễu. Chia buồn chân thành nhất với tất cả các bạn và các em. Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhờ nhớ cả đời. Nhưng rất tiếc những bạn nào chọn 3 mới là sai. Bởi vì số phát biểu sai ạ. Đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu sai ạ. Ta có mấy phát biểu sai? 2 phát biểu sai. Ok chưa? Đấy, kinh khủng chưa? Một pha quay xe cực gắt. Rất kinh khủng. Những câu như thế này chúng ta đi tô thế là xong. Đấy. Các bạn phải cẩn thận nhá. Vậy là cái điều kiện đầu tiên trước khi chúng ta làm bài đó là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải gạch chân cái từ. Đề bài nó hỏi chúng ta là, đề bài nó hỏi chúng ta là gì ạ? Đề bài chúng ta nó hỏi chúng ta là phát biểu sai hay phát biểu đúng. Thì chúng ta phải gạch chân cái từ đấy nhá. Không là toang luôn. Mình cứ theo đà quán tính. Đây là lỗi ở lỗi quán tính. Mình cứ theo đà quán tính, mình chọn phát biểu đúng. Thế nhưng mà đề nó lại hỏi mình là số phát biểu sai. Xong. Rìm. Ok ạ. Chính xác ạ. Câu 59 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Thế mình rất thích những câu thí nghiệm mức độ vận dụng cao về vô cơ này. Bởi vì đây là những câu chắc chắn sẽ có trong đề thi. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau. Đánh sạch rỉ một chiếc đinh sắt rồi thả vào dung dịch COS4. Vậy mình sẽ có xảy ra phản ứng Fe cộng CO2 cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng Cu. Sau khoảng 10 phút, đinh sắt bị phủ một lớp màu xanh lam mà sai, một lớp đỏ đồng nhá. Màu xanh của dung dịch Cu không thay đổi vì nó là màu của ion sunfat sai. Màu xanh thì thay đổi vì nó là màu của ion đồng 2 cộng. Đồng 2 cộng hết đi, màu xanh bị nhạt. Ý C, màu của dung dịch, màu xanh của dung dịch nhạt dần vì nồng độ của CO2 cộng dung dịch giảm dần đúng. Khối lượng của dung dịch tăng. Xem nào, khối lượng của thanh kim loại tăng.
khối lượng của thanh kim loại tăng thì khối lượng của dung dịch phải giảm. Sai. Trong thí nghiệm trên, trong thí nghiệm trên xảy ra ăn mòn điện hóa học, đúng. Hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. May quá để bài hỏi số phát biểu đúng. Vậy ở đây mình có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Ở đây mình có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Mình chỉ có 2 phát biểu đúng thôi các em ạ. Đáp án chính xác của thầy trò chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Rồi. Và bây giờ thầy trò chúng ta chiến đấu sang câu cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay. Một câu thực tế chen của năm nay. Rất dễ thi, rất hay thi. Rồi các bạn lấy máy tính ra cùng bấm Phùng Thế Minh nhá. Máy tính đâu rồi? Máy tính của Thế Minh đâu rồi? Ba la xì bùa máy tính đây rồi. Chiến đấu nào. Aspirin hiệu suất 90%. Sản xuất một lô, bây giờ mình cứ tính nhá. Một lô aspirin gồm 5,4 triệu viên nén. Mỗi viên chứa 500mg aspirin. Ở đây mình có kỹ thuật là kg tấn đại yến, mình coi như gam tính toán bình thường. Vậy ở đây thầy sẽ có này. Số mol aspirin trong một viên. Số mol ASP trong một viên bằng 500mg 500 nhân 10 mũ trừ 3 chia phân tử khối của aspirin. Đây, phân tử khối của nó đây. Bằng bao nhiêu đây? 15 cộng 44 cộng 12 nhân 6 cộng 4 cộng 45 bằng, úi dồi, bấm máy tính lỗi, cộng bằng 180. 180 là phân tử khối aspirin. 500 nhân 10 trừ 3 chia n bằng chu kỳ. Đấy, nó là chu kỳ 0,00277 salicylic acid sali. Được chưa? Ra được aspirin tỷ lệ 1:1. Hiệu suất là 90%. Số mol là 0,00277. Suy ngược lại nó cũng là 0,00277. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,9 nhá. Thuận nhân nghịch chia, chia 0,9 bằng, ok chưa? Được bao nhiêu nhân với phân tử khối của acid salicylic, nhân với màu hoặc đơn OH là 17 cộng 12 nhân 6 cộng 4 cộng 45 bằng. Đấy. Ok nhá. Ok nhá. Thế ra khối lượng. Bây giờ 5,4 triệu thì nhân với 5,4 triệu. Nhân với 5,4 triệu thì bằng bao nhiêu? 23000. 2300 nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. 500 nhân 10 mũ trừ 3, bởi vì đây là 500mg. Thì mình đổi thành là 500 nhân 10 mũ trừ 3 gam. Được không ạ? 23000. Ok chưa? Các bạn ơi, ok chưa? Dễ dàng không? Ấm áp chưa? Đấy, thầy Minh bảo rồi mà. Mọi thứ của chúng ta rất là dễ dàng, chỉ cần chúng ta chăm chỉ vào thôi. Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các bạn và các em. Xin chào, xin chào, xin chào. Chào mừng tất cả bạn và các em đến với Luyện Não Sáng Sớm cùng Thầy Minh. Lấy đề cho ngày mai thì các bạn lên trên fanpage của Thầy Minh, fanpage Thầy Minh Myelin Hóa Học. Đề thì sẽ được đăng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Các em nhé, các em nhớ loát đề xuống để chiến đấu nhé. Và không quên ấn vào nút chuông, click vào nút xem trước để nhận được thông báo live stream mỗi khi Thầy Minh live stream. Được không ạ? Luyện Não Sáng Sớm của Thầy Minh 33 ngày liên tiếp rồi. Và chúng ta phấn đấu tiến tới 40 ngày liên tiếp dạy luyện não sáng sớm, chiến đấu cùng nhau, quyết tử cho một mùa thi quyết sinh. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi, cũng như là comment đáp án, cũng như là chia sẻ để ủng hộ lại Thầy Minh trong buổi học này. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Bye bye, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào sáng mai. Có file học chứ?
Ngày nào cũng có phải. Bye bye, chào tạm biệt. Xin chào tất cả bạn và các em. Thầy chào Đạt nhá, thầy chào Trồn, thầy chào Nguyễn Ngọc Phụ. Bye bye, thầy chào Trần Chí Hữu. Chúc tất cả các bạn và các em một buổi sáng đầy năng lượng nhá. Bye bye, chào tạm biệt.